thôi. Để tao. Để em. Để tao. Em. Có thể không? Xin chào các bạn. Bạn. À, có đổi chơi không? Cái tay. Cái tay. Ai đó. Xin chào các bạn. Để tao nói. Để em nói. Để tao. Để em. Để tao. Em. Có thể không? Xin chào các bạn. À, mình là Miu Seven. Mình là bác sĩ em. Và hôm nay tiếp tục mình sẽ quay lại là mì tiếp. Nhưng mà lần này không phải là ăn mì cay hay là mì đắng gì hết nữa. Hôm nay tụi mình sẽ ăn mì bằng cái kỹ năng, đó là ăn mì bằng một chiếc đũa. Luật chơi hôm nay mình cũng vậy. Mình cũng nói thẳng luôn là đây là không phải là một thi, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm, một cái thử thách. Nhưng mà phải có một cái luật chơi riêng. Đó là mỗi người sẽ ăn mì bằng một chiếc đũa, với một cái điều kiện, đó là không được đưa miệng vô đây. Giới thứ hai là không được bưng, chỉ được để vậy thôi. Và ăn bằng một chiếc đũa thì bạn sử dụng chiếc đũa này và bạn làm bất kỳ điều gì để đưa được cái mì vô miệng mình ăn. Ok, và bây giờ mình sẽ cắt mì ra để mình chế nước sôi vô vào mì nở và bắt đầu chúng ta thử thách. Thì mình cũng nói trước là mình cũng nãy giờ mới ăn cơm no rồi, nãy giờ mới ăn hết một con cua hoàng đế. Cười của quỷ gì, tao nói thiệt, nó giỡn mà không bằng nha. Cho nên là bây giờ tụi mình cũng no rồi, nên là mỗi thằng có nửa cái mì thôi. Bởi vì đây không phải là thi ăn nhiều hay ăn ít gì, đây là một cái trải nghiệm, một cái thử thách, cho nên là ăn bao nhiêu mì cũng được. Ok, và bây giờ mình sẽ cắt gói muối ra nè. Gói muối không há không đổ vô đổ mì đi đổ không không à không đổ vô không à không nha à nó đổ luôn đi gói muối gói muối dầu không có chứ, cho dầu luôn. Sa tế ông cố, nó không phải dầu luôn. Dầu cho dầu hôi vô. Rồi, có mùi rồi. Được rồi. Ok, và bây giờ mình đã chờ chế nước sôi nha. Vô, nước sôi, nước đã lên. Đây, rồi, giờ mỗi người một ly đổ nước sôi vô nha. Ok, nước sôi vậy. Bỏ ly xuống đi. Ly xuống dưới đất đi để không bể. Mình ngồi đợi lát để cho nó mì nó nở ra. Mì chín rồi các bạn ơi, mì chín rồi. Và bây giờ tụi mình sẽ trải nghiệm ăn bằng một chiếc đũa. Khó lên nè. Cái tay. Mày ăn ghế cái miệng vô đó nữa đi, tao gõ cho cái ngay cái miệng mày cho gãy hết hàm răng luôn, khỏi ăn cám luôn nè. Cũng dễ quá ha. Bởi vì đây là một cái trải nghiệm vui của hai anh em, cho nên là không phải là cuộc thi, cho nên mình ăn từ tốn, không cần phải ăn nhanh nha. Ngon lắm anh. Ngon. Ăn kiểu này ngon lắm. Ngon. Thì sao làm giống tôi không được ta? quay như dế vậy. Sao làm giống tôi không được ta? Nó làm hay quá. Mày quay đi, lát nó nát rồi hết rồi, để là không gấp được luôn á. Sao không làm được ta? Nó làm hay quá. Phải dứt. Ngon. Người ta ngồi không, người ta biết quấn lại. Còn như này ở không. Vô công rồi này. Mấy cái người ở không á, không có học hành, không có làm gì, có bởi vì đâu có làm ra được cái trò chống mẹ đâu. Hay đang gần. Ít giờ không phải như tao nè, không có công việc, không có học hành. Nhưng mà tao có một cái kênh YouTube
triệu sắp, triệu like, triệu view. Triệu bình luận luôn. Sao em thấy có mấy trăm view bạn rồi. Mày nói lớn kìa, la lớn cho tao nghe. Chị nhục anh. Tao đang nói dốc. Nói lớn cho tao nghe đi hả, tao nghe. Rồi nó tay nó nét ra mày khó lắm nè. Anh hết nha. Nó nét ra mày nó khó lắm nè. Anh hết nha. Có múc rồi nè. Chỗ này nó còn dễ nè, mày khó nè. Đó. Đó, đéo lên luôn rồi kìa. Đâu khó là đến rồi đó. Hết luôn, không còn cặp nào hợp. Đó. Đừng hồn nữa. Đâu là khó rồi đó. Rồi. Đâu lên được nữa. Mày có cái tay. Tay em cụp rồi nha, cụp cùi luôn rồi. Ê. Được không? Thấy không, cũng bắt ổn rồi đó, hai con còng nhỏ thôi. Má mồ hôi ra, nó hư mất cái mái tóc đan trường của mình. Mái tóc đan trường của anh cơ là mọi người. Như trẻ trâu ấy. Trong bóng đêm tôi về, ôm cuộc tình lẻ loi. Biết em về đâu mùa hạ. Thôi anh đi gần ơi, được rồi. Ai hát mình anh. Mai em sẽ cho anh một clip riêng về anh rồi anh hát trong bộ đấy, anh Lan Trường chứ. Mày sao má buồn mà sao kìa lên trời. Không nè. Rồi, độ khó càng ngày càng tăng với anh. Phèo gì vậy? Hay quá Lan. Cộng nào cũng lên được cộng đó nè. Sáng nay tỉnh cộng, bây giờ tới 4, 5, 6 chiều rồi. Được rồi. Hay dữ ta. Trời ơi. Kỹ năng dữ à. Có tài nó vậy thôi. À, anh có tài vậy chứ. Vậy là chắc anh Cường cũng có tật phải không? Không, tại tài luôn nha. Có tài. Không có tật. Không có tật nha. Không có tật. Vậy là em biết kỹ năng của anh là khều với móc nhiều không? Giỏi, khều với móc nhiều. Giỏi, khều móc thì cũng tốt chứ không có tật đâu. Khều móc chắc định cao rồi. Khều móc là tật đó. Thường mà mình đi mua bán cái gì hay ký hợp đồng gì làm việc với ai á, nói chung là đi làm việc với ai đó để mà người ta tin tưởng mà người ta thích mình á, thì các bạn cố gắng mà méo mỏ cái khều tay lại để người ta biết không là người ta nói con quỷ này có tài rồi. Tại vì nó có tật. Hay đó các bạn, thấy hay cho anh Cường like nhiều nha các bạn. Chứ còn nói thẳng ra mà mình cứ thẳng tưng mình đi mà sơ mi đóng thùng nhiều khi chưa chắc người ta đã thích đâu. Quá thằng quỷ này quá sạch sẽ công tử làm biến da cục cục chân vô méo 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 cứ mỏ méo mẹ ừ. Ký hợp đồng cái rẹt liền, tỉ liền, nhận liền, tin tưởng liền. Có tài mà, có tật là có tài. Đặc biệt mấy thằng câm á, người ta quá nhận hơn, tại vì biết sao nó lên được à. Sao được mấy thằng câm á là mấy cái chuyện xấu của thằng chủ nó không biết, nó đâu có nói được, nó thấy được mà nó không nói được. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thấy thằng chủ ông phá phách cái gì đi bi ôm á. Ờ đi bi ôm nó về có gặp bà xã của ông chủ á. Thằng câm nó cũng ngậm miệng luôn, đâu có nói được. Tính ra tiện thằng câm hay anh Cường. Sau này mà giám đốc có tiền là tiện mấy thanh niên phi câm mà. Đâu mà sau này mà làm giám đốc á, tao tuyển một vàng nhân viên được không? Toàn là câm hết. Anh có tiền mù không anh? Mù không được. Mù thì nó không thấy gì, nó sao đi. Đúng không anh?
mù là không thấy gì luôn, chỉ câm thôi, không thấy gì luôn. Nó làm sao nó làm được gì? Làm gì chỉ câm thôi, nhìn thấy nghe thấy mà không nói được mới tức. Thanh niên chàng quá. Anh thấy mày chưa? Chưa được, cái này nó có đừng cộng về đâu hết. Khèo quá nè, khó rồi nè, nó vụn ra nó khó, không có dùm để đài lại vô nha. Không, nhiêu đây thì chắc cũng được rồi. Chứng tỏ được kỹ năng của mình hơn người rồi. Thiên hạ mấy ai được như mình. Thua là không ăn hết à? Thua đâu thua, thì ăn vậy là được rồi. Kiểu ông nội vô gắp cho múc lùm ra rồi, nó vụn nè. Này ăn sạch hơn. Lên không được nữa nè. Tại cái mì mày nãy tao bỏ nguyên cục mì nguyên, còn mì tao mì dũng không. Nói thẳng là giờ tới bây giờ mà có một đôi đũa của mày không gắp nổi, thì mình phải gắp một chiếc. Giờ chỉ có nước vậy nè. Hay đó. Đúng rồi đó. Cái này là nãy là theo luật chơi là mình không có cầm tay lên cái này nha. Mình cũng không có. Có rồi, thanh niên húp luôn kìa. Không đụng nha. Có đâu mày kê miệng cái phạm luật đây rồi. Phạm luật coi. Được mày. Kê miệng mà không có đụng vô cái càng la bét hành này thôi chứ. Có đâu rồi, không có kê xuống. Mày không có sáng tạo bằng anh Cường sáng tạo hay hơn là anh Bốc. Ok, và một cái thử thách vui mang tới những cái phút thư giãn cho các bạn thôi, chứ cũng không có gì hơn đâu các bạn ơi. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Auto lại là đẹp trai. Nói gì với khán giả đi. Phong độ. Nào. Bye bye.